Xin chào cả nhà nghe. Hôm nay mình làm con ốc sên. Làm luôn tới ba con luôn nha các bạn. Có một con mình làm trước rồi. Đó, một con mình làm trước nè. Mình cho các bạn xem luôn á. Đẹp không các bạn? Con ốc này các bạn có thể gắn chịu phát vẫn được đó. Mình mua nước sơn bóng các bạn ha. Sơn lên là bắt đầu làm chìa khóa rồi đó các bạn, gắn vô làm được rồi đó. Trước khi chuẩn bị tôi đã gắn mấy cọng dây vô tôi nói hết trơn rồi, chỉ cần đầu chỉ cần xe thôi. Cọng dây này cái thân cái vỏ ốc của nó là tôi làm tới 22 cọng luôn nha các bạn. Bạn chia màu ra, phối màu ra, các bạn muốn thích nó như thế nào cũng tùy theo các bạn. Xe từ từ, người ta thì có cái máy xe, tôi không có cái máy. Các bạn xe gì á, xe không khéo bắt đầu cái nó xuất luôn ấy các bạn. Dây nó hơi bị quắn đó các bạn, của tôi lòng bị nhăn hết trơn. Xe làm sao á, hồi nãy mình xe làm sao có nó xúc cái cây ra luôn, bây giờ mình phải xe lại xe bằng tay luôn các bạn. Nó bự quá, nhiều khi cũng khó xe nữa. Cái nhỏ còn đỡ, còn cái này nó quá bự luôn, là xe không bao giờ được. Nó chịu khó xe tay từ từ nữa. Mời các bạn nó thử thôi, thử rằng cái nó đều với nhau không. Điều nghe các bạn nói mà học điều cái là nó kinh nghiệm lắm. Các bạn đè xuống, đè xuống cho nó bằng thẳng đêm thôi. Cái lên cái xuống là cái xuống bằng xuống chứ mình bằng đó. Kẻ thì kẻ thành cái ô nón gì đó. Đều với nhau là nó làm ốc hai bên nó đều nó đẹp. Cô các bạn xếp rồi tôi chấm keo sắt, tôi chấm keo sữa, nhưng mà mình cũng chấm keo sắt đi cho nó bám đỡ. Để mình lỡ tay mà đè nhẹ chút xíu cái nó lỡ cái cục ra chân à. Chấm lại hai hàng đó, xong rồi chét keo sữa lên. Nó bám đỡ vậy đó. Chép cái sữa lên cho nó bám đều nha. Nhớ chép đều nha các bạn. Để không ho nó không. Đều cái nó chỗ nó có keo chỗ hông. Cái nó xúc. Chép cho nó nhìn nhìn chứ chắc. Mấy cái này nó dễ xúc lắm. Sơn bóng rồi đó, chút nước lại chút nước không sao được. Nó cái phần vỏ là xong rồi, người ta buộc nó đi. Cái vỏ của nó các bạn phải làm tổng cộng 2 cái luôn, 44 cộng nha các bạn. Con mắt này cái này nó đều ra là bắt đầu mình làm được nha. Nó ôm nó như thế nào, hai cái gì đó, hai cái nó bằng nhau tới 6 cái rồi. Khi nó ở 2 cái đều nhỏ nhỏ nhau đều nha. Này mình khéo ăn thua mình nữa, khéo tay là làm
được thôi. Sữa này nó pha nữa.
bạn có thấy video của mình hay, bạn nhấn kênh like và đăng cho mình một like nha các bạn, hay chia sẻ nha các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ kênh của mình nha. Các bạn nhớ ủng hộ kênh đăng cho mình có động lực làm tiếp nha.